Kính thưa quý vị, Liên minh châu Âu kêu gọi trả tự do cho các thành viên của câu lạc bộ Nhà báo tự do. Sau khi tòa án của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn tuyên án ba bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải, bà Catherine Ashton, đại diện tối cao ngoại vụ và an ninh của Liên Âu, đã đưa ra lời tuyên bố kêu gọi Hà Nội tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế và trả tự do ngay lập tức cho các bị can. Văn phòng cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên Âu đã ra thông cáo bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về bản án hà khắc dành cho các bloggers. Không những đối với những bản án tù nặng nề tại phiên tòa ở Sài Gòn, mà những nhà bất đồng chính kiến này còn bị quản chế nhiều năm dài sau đó. Trong bản tuyên bố, bà Ashton nhấn mạnh rằng Liên Âu coi trọng các quyền cơ bản dành cho mọi con người được quyền ôn hòa phát biểu tự do ý kiến của họ, chiếu theo tuyên ngôn nhân quyền quốc tế và điều 19 tại Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Được biết, vào cuối tháng 6 vừa qua tại Brussels, đại diện tối cao của Liên Âu đã ký với Việt Nam Hiệp ước Đối tác và Hợp tác. Trên cơ sở mới này, Liên Âu sẽ mở rộng sự cộng tác với Việt Nam trên các lĩnh vực giao thương, môi sinh, duy trì phát triển, năng lượng, v.v. Nhưng Liên Âu cũng cam kết chú tâm tới một số các vấn đề như nhân quyền và việc tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế, và sẽ đưa trường hợp đặc biệt của ba nhà bloggers vào nghị trình của các cuộc họp lần tới.